Rồi ok, xin chào toàn thể các bác, các anh em đam mê xem bẫy trên mọi miền Tổ quốc nhé. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, em lại tiếp tục lên cho các bác một số cái dòng loa bẫy chim đang làm mưa làm gió trên thị trường các bác nhé. Đấy, đây là những dòng loa từ phân khúc bình dân đến phân khúc cao cấp các bạn. Đấy, anh em sử dụng rất chi là nhiều vì cái độ tin cậy, bền bỉ theo thời gian, chất lượng âm thanh hay, giá cả là hợp lý các bạn nhé. Đấy, thì không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ đi chi tiết giới thiệu cho các bác về một số cái mẫu loa bẫy chim luôn, vào việc luôn các bác nhé. Đấy. À, đây, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho anh em cái mẫu loa VKS898 nhá. Hàng đời mới nhất 2022, có Bluetooth xịn sò, anh em dùng khá là nhiều các bạn. Đấy. Đây, các bác quan sát đây là con VKS898 nhá. Đấy, em quay gần cho các bác theo dõi cho nó dễ nhá. Con VKS898 này thì anh em dùng khá là nhiều nhá, chất lượng âm thanh thì hay, loa trong tầm giá. Đây là con đời mới có Bluetooth ở đây các bác nhé, hàng loại một chuẩn chỉ. Các bác bên em cam kết cho các bác là chỉ bán hàng loại một, không có hàng loại hai. Các bác phát hiện ra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng em bồi thường cho các bác 110% giá trị sản phẩm nhé. Đấy. Con loa này thì pin các bác có thể dùng liên tục khoảng 6 đến 8 tiếng nhé. VKS898 cầm lên rất chia đầm chắc, nghe chất lượng âm thanh ấm các bạn. Đấy. Giá của con này em báo giá công khai cho các bác là 399.000 các bác nhé. 399.000 chưa bao gồm thẻ nhớ. Các bác nào có thẻ nhớ rồi mình có thể mua mỗi loa. Các bác nào chưa có thẻ nhớ mình có thể mua thêm cái thẻ nhớ 4G nhé. Em tải sẵn các loại tiếng chim cho các bác và anh em nhé. Đấy. Tiếp theo sang cái loa thứ hai thì em giới thiệu anh em đây là con loa AT100 nhé. Đấy, con loa AT100 có Bluetooth khá là xịn sò. Con này chất lượng âm thanh hay, pin bền nhé. Điều khiển này điều khiển xa khoảng 100 đến 200 mét các bạn. Đấy. Con này loa đời mới có Bluetooth, tất cả các thông số ở trên đều là tiếng Anh hết các bác nhé. Đây có 3 nút báo đèn này. Cái này nó có 2 nút chức năng, một là nút mở nguồn và to nhỏ, cái thứ hai là nút này mình chỉnh bát check các bác nhé. Đấy. Em báo giá công khai cho các bác con AT101 này hiện tại đang được bên nhà em bán là giá hơn 700 gần 800 nhé, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Đấy. Tiếp theo giới thiệu cho anh em cái mẫu loa thứ hai. Mẫu loa thứ hai là AT100 đấy. Con này thì nhìn to hơn các bác nhé, to hơn, nhìn chất hơn các bạn. Đấy. To, cầm lên thì nặng tay thôi nhé, đầm chắc khỏe. Con này công suất nó 280W, cái con AT101 này là công suất 180W các bác nhé. Đấy. Rồi nếu các bác nào cần chất lượng âm thanh loa to hay, rõ ràng mình lấy AT100, các bác nào cần nhỏ gọn pin bền mình lấy AT101 các bác nhé. Đấy. Con này thì nó có 3 nút vặn, một nút là mở nguồn, hai một nút chỉnh bát, một nút chỉnh check. Đấy. Thì em cũng chia sẻ cho các bác một câu chuyện như này. Hôm qua em gặp một cái ông khách người chả biết là vô tình hay là cố ý các bạn. Đấy, ông đấy hỏi em AT101 thì em báo giá là hơn 700 gần 800. Thì xong các bác ấy lại bảo có cái mẫu nào 3 nút vặn không, thì em có giới thiệu qua con AT100 đấy. Thì ông qua hai anh em nói chuyện nhắn tin qua nhắn tin lại một chút thì các bác đấy chốt kèo của em như thế này các bạn. Bác đấy muốn mua con AT100 bằng giá con AT101 đấy. Thì em có giải thích bác đấy là con AT100 là phân khúc cao hơn thì giá nó sẽ đắt hơn một chút. Thì bác đấy bảo là em chặt chém. Đấy. Ông bác đấy bảo là một cái loa nó có hai phiên bản sao lại lấy giá của anh cao hơn. Nhưng mà em cũng giải thích là đây là hai phiên bản khác nhau. Một cái là cao cấp, một cái là AT101 là phân khúc thấp hơn. Đấy thì giá nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà bác đấy nhất quyết muốn mua con AT100 không và tính tiền bằng giá con AT101 các bạn. Đấy thì em không thể bán cho bác đấy con AT100 bằng giá con AT101 được vì cái này em nhập vào cao hơn thì phải bán cao hơn, con AT101 nhập vào rẻ hơn thì bán rẻ hơn. Đấy thì bác đấy cứ muốn mua con này bằng giá con kia. Nói thật với các bác và anh em nhé, người khôn như bác đấy ở quê em đầy nhá, rất chi là nhiều. Khôn như thế thì không ai nhắm chơi với bác đấy đâu. Mà tên người khôn ở quê em ấy, người ta ở thành phố hết rồi chứ không ở quê nữa. Một số khôn quá thì ở tận thành phố Hà Nội, một số khôn vừa vừa thì là ở thành phố tỉnh nhé. Còn bọn em ngu thì bọn em vẫn là ở quê các bạn. Đấy, câu chuyện là nói vui với các bác như thế nhé. Đấy, thì xong bác đấy lại bảo là con AT101 nó cao cấp hơn. Sao lại bán con AT101 là cao cấp hơn con AT100? Đấy, thì em có giải thích các bác là con AT100 là phân khúc cao hơn phân khúc D. Ví dụ con AT101 là nó chỉ phân khúc C thôi. Ví dụ các bác đi mua cái xe ô tô nó sẽ có phân khúc A, B, C, D, E, F đấy. Càng phân khúc khúc về sau thì nó càng cao đấy. Nhưng bác này thì lại bảo là con AT101 là nó cao hơn đấy. Thì em có nó có bác đấy
rất chi là bảo thủ các bác đấy, nói em chả biết từ nào để mô tả các bác đấy nữa đấy. Thôi câu chuyện ngoài lề em chỉ chia sẻ thế thôi nhá. Con AT100 này bên em đang bán hơn 800 gần 900 nhá, báo giá cho các bác luôn, hơn 800 gần 900, 101 là hơn 700 gần 800. Tiếp theo giới thiệu cho anh em hai con loa Q92 huyền thoại nhá. Một con các bác nhìn khá là giống nhau đúng không? Các bác có biết nó khác nhau cái gì không? Không biết đúng không? Em sẽ giới thiệu cho các bác luôn. Nó khác nhau ở con này không có Bluetooth, con này có Bluetooth các bác nhá. Đấy. Tất cả đều thuộc thương hiệu Daily hết các bác nhá. Đấy. Tất cả đều phiên bản tiếng Anh rất chi là hit. Các bác đấy. Con này thì em sẽ nó có tất cả những cái tính năng cao cấp như nhau các bác nhé, chất lượng âm thanh, độ bền của loa, và nó chỉ khác nhau cái có Bluetooth và không có Bluetooth, nó khác nhau một chút ở phần giá. Con Q92 không có Bluetooth này thì hơn 700 hơn 800, con Q92 có Bluetooth kia giá trên 800 một chút xíu xíu thôi, trên 800 xíu các bác nhé. Đấy, sau đây em sẽ test thử cho các bác nghe cái dòng loa AT100 nhé. Chất lượng âm thanh đứng đầu phân khúc, không có con nào đứng thứ hai, con này mà đứng thứ hai không có ai đứng thứ một đâu các bác nhé. Đây khi các bác mở nguồn lên nó sẽ hiện bau xít như này nhé. Đấy, đây các bác gạt công tắc lên, các bác ấn nguồn này đấy, các bác thấy tiếng hay không, quá hay đúng không, chuẩn chỉ chất phết đấy các bác đấy đúng không, con này chất như nước cất rồi, không phải nói khỏi phải bàn cãi, chẳng thể chê vào đâu được. Các bác nào tiền nhiều mình chốt ngay con này dùng nó yên tâm, chuẩn chỉ bền bỉ theo thời gian nhé. Còn các bác nào mình dùng ít thì các bác có thể tham khảo mấy con thấp thấp này, còn bác nào mới chơi ý, mới chơi thì các bác có thể lấy con này, giá cả nó hợp lý và tầm tiền, sau mình có điều kiện mình nâng cấp lên trên những con này đấy chẳng hạn, là như thế. Mình mới chơi thì không nhất thiết là phải chơi hàng cao cấp các bạn đấy, nếu có thì chơi thì càng tốt, không có thì mình làm con này giá cả nó bình dân, vì các bác bảo phụ thuộc vào cái mục đích sử dụng của mình dùng nhiều hay dùng ít đấy. Nếu các bác dùng ít mới chơi thì các bác có thể lấy con rẻ tiền, các nào mình dùng liên tục ý, thì nó có thể tham khảo với con cao cấp. Những con cao cấp này thì đều là thiết kế vỏ các bác nhé, tất cả những con màu đen này vỏ thì sẽ là khung bằng kim loại nguyên khối các bác, bằng nhôm nguyên khối đấy, nó cho ra chất lượng âm thanh hay cực kỳ là hay luôn. Con này thì là vỏ nhựa nhưng đổi lại thì nó rẻ tiền hơn, loa trong tầm giá tinh, con này nó đắt gấp đôi, con này giá chỉ rẻ nửa các bác đấy, tiền nào của đấy rồi, giá cả luôn đi đôi chất lượng các bác nhé. Đấy thì thôi em xin kết thúc video tại đây nhé, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, các bác nào muốn mua loa thì các bác có thể gọi điện trực tiếp đến ba đầu số của shop nhé, bên em bán hàng ship cút COD đồng kiểm nhé, các bác kiểm tra hàng tiết hàng trước khi nhận, bên em bảo hành cho các bác 1 tháng đổi trả hàng lỗi nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.